Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 8 năm 2020 và là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Bây giờ là ngày 12 tây ngày thứ tư thì tôi muốn làm một cái video ngắn để mà chia sẻ một số những thông tin liên quan đến thị trường này với các bạn tại vì có thể là nhiều bạn lo lắng là các bạn thấy là giá BTC đã đi xuống rất là nhiều trong những mấy thứ đồng hồ vừa qua chúng ta thấy được là sau khi mà BTC một lần nữa trở lại cái mức 12.000 đô cái tê hơn một ngày thì các bạn thấy đã đi trở xuống và bây giờ cái mức không làm video này là đi xuống cái mức là 11.354 thật ra đã đi xuống cái mức là gần như muốn trở về cái mức là 11.000 đô nhưng mà bây giờ trong vòng hai tiếng đồng hồ vừa qua các bạn thấy đã đi lên trở lại thì nhiều bạn có thể nói là cái đợt đi xuống này thì thấy rất là nhiều thị chuyện đang xảy ra thật ra các bạn thấy là đi xuống từ cái mức là 12.000 đô tới 1.300 đô thì các bạn thấy là tính theo đô la thì thấy nhiều nhưng mà thật ra chỉ đi xuống chỉ có khoảng chừng là 4,5 phần trăm hay là 5 phần trăm ngày hôm nay thật ra phần trăm này cũng không có gọi là nhiều trong thị trường BTC và không chỉ riêng là Bitcoin mà khi chúng ta nhìn vào thị trường crypto nói chung thì các bạn thấy được là ngày hôm nay thì chúng ta có những cái đồng altcoin thì đi xuống nhiều hơn là BTC các bạn thấy là so sánh với lại USD thì các bạn thấy là BTC trong thời điểm này là xuống 3,91% trong vòng một ngày vừa qua chúng ta thấy được là những đồng như là Ethereum thì xuống 5%, XRP thì xuống 4,75% vân vân các bạn thấy là nhiều đồng rất là đỏ đỏ hơn là BTC rất là nhiều và khi mà chúng ta đổi lại và nhìn vào cái tài liệu này nhưng mà nhìn vào so sánh với giá cả của BTC thì các bạn sẽ thấy được là khi mà so sánh à, Giá cả với BTC thì các bạn thấy là những cái đồng altcoin lớn bây giờ Thì đi xuống so với BTC nhưng mà chúng ta có một số những đồng altcoin nhỏ Vẫn có một cái sự tăng trưởng Khi mà so sánh với BTC Tôi nghĩ là một điều mà nhiều bạn rất muốn biết là chuyện đang xảy ra có thông tin gì hay là không mà tại sao mà BTC lại đi xuống nhiều như vậy Thì khi mà chúng ta Nhìn vào cái tài liệu liên quan tới tình hình bây giờ của BTC thì tin tức Chúng ta thấy là không có nhiều, phần lớn những thông tin các bạn nhận được là phần lớn liên quan tới phân tích kỹ thuật Nhiều người bây giờ chỉ nói là BTC lại không phá được 12.000 đô cho nên bị đẩy cho xuống à, Và nhiều người thì nói là liên quan tới việc là BTC vẫn chưa có thể có được đủ cái sức lực để mà đẩy qua 12.000 đô Thực ra đây chỉ là những thông tin liên quan tới phân tích kỹ thuật Chúng ta không có một cái thông tin xấu nào liên quan tới là tại sao BTC lại đi xuống trong thời gian một ngày qua Và thậm chí chúng ta có một số những cái thông tin liên quan tới BTC rất là tốt Như là các bạn thấy được là công ty MicroStrategy họ sẽ xác nhận là sẽ sử dụng bitcoin để mà lưu trữ trong quỹ đầu tư của họ chúng ta sẽ nói tới tài liệu này trong một cái video gần đây nhưng mà chúng ta sẽ chú tâm vào tình hình hiện bây giờ của thị trường thì các bạn thấy là hôm nay không chỉ riêng là btc đi xuống mà chúng ta cũng thấy những cái thị trường khác cũng đi xuống theo như là chúng ta nhìn vào chỉ số chứng khoán của hoa kỳ thì đã đi xuống chúng ta nhìn vào vàng chúng ta nhìn vào một số những cái mảng đầu tư khác cũng đã đi xuống ngày hôm nay nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết à, Để mà nói về những cái thông tin liên quan tới thị trường tài chính nói chung Thì tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì chúng ta trở lại nhìn vào thị trường chứng khoán thì các bạn sẽ thấy được là các chỉ số chứng khoán ngày hôm nay cũng đã đi xuống. Chúng ta nhìn vào những chỉ số như là chỉ số Dow Jones hôm nay đã xuống 0,38%, chỉ số S&P hôm nay đã xuống 0,8%, chỉ số Nasdaq hôm nay đã xuống 1,69%. Và thực ra các bạn thấy là hôm nay mặc dù là những chỉ số đi đi xuống Nhưng mà chúng ta nhìn vào tình hình của chứng khoán trong thời gian qua Thì các bạn thấy được là chỉ số S&P đã tăng lên rất là nhiều Các bạn thấy được là chỉ số S&P đã tăng lên 8 ngày liên tục Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà rơi xuống và còn thấy là rớt cũng không có nhiều Chúng ta nhìn lại ngày hôm nay thì chỉ rớt chỉ có là không tới 1% và chỉ số S&P 500 là một cái chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ tổng cộng thì bây giờ là có khoảng 505 công ty lớn là nằm ở trong cái chỉ số S&P 500 này và các bạn thấy được chỉ số này cách đây một ngày là chỉ cách cái thời điểm cao nhất từ trước cho tới bây giờ chỉ cách thời điểm đó chỉ có là 0,6 phần trăm các bạn thấy khi chúng ta nhìn vào cái tình hình của S&P 500 các bạn sẽ thấy được là đã hồi phục lại rất là nhiều và các bạn thấy là cái đỉnh cao nhất ngày 19 tháng 2 trước khi quy định xảy ra là 3.393 và bây giờ các bạn thấy là chỉ số S&P 500 cái số điểm là đã trở về mức là 3.333 cho chúng ta thấy được là cái đợt đi xuống này của S&P 500 cũng không gì gọi là quá đáng ngại hôm nay thì có một số những cái thông tin phần lớn là mọi người đều nói tới cái tình hình liên quan tới uh, vaccine thì một số thông tin các bạn cũng có thể đang nhận được đó chính là thông tin liên quan tới nước Nga thì nước Nga tổng thống President Vladimir Putin thì đã nói là nước Nga đã có được vắc xin và thực ra điều này thì đã có rất nhiều bạn chia sẻ trên mạng cho nên cũng sẽ không có đi vào những cái chi tiết nhưng mà các bạn cũng đã biết là bây giờ những cái à, người chuyên gia về y tế trên thế giới thì có nhiều cái sự lo lắng hay là nhiều cái sự không có tin về cái việc liên quan tới nước Nga đã có vắc xin có hay không thì chúng ta cũng không biết nhưng mà thuận cũng hy vọng là nước nga đã có được vaccine dù sao đi nữa là các bạn thấy là tin tức này cũng đã làm cho nhiều người lạc quan hơn mặc dù là có một số người nói là nước nga khi mà họ thử nghiệm vaccine thì vẫn chưa có thử nghiệm trong ba giai đoạn các bạn thấy là khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng người mà thử nghiệm ở nước nga thì bây giờ thông tin đưa ra chỉ có là vài trăm người trong khi mà những quốc gia như là hoa kỳ phải thử tới cả ngàn người hay là mười ngàn người hai chục ngàn người cho nên nhiều người cho là nước nga chưa có à, thông qua cả ba giai đoạn khi mà thử nghiệm vắc xin mà đã đưa ra vắc xin rồi nhưng mà các bạn thấy là ngoại trừ tin tức liên quan tới nước nga ra thì chúng ta cũng có những cái thông tin à, như là chúng ta thấy được là Johnson Johnson à, thì công ty Johnson Johnson đã nói với lại nhà báo Reuters từ đây có thể là chế biến được là một tỷ vaccine nếu như mà vaccine của Johnson Johnson thực sự là có hiệu quả và một trong những điều mà những nhà đầu tư đều đồng ý các bạn thấy là những nhà đầu tư rất là lạc quan bây giờ đó chính là sớm mua gì cũng sẽ có vaccine và nhiều nhà đầu tư cho là từ đến cuối năm chúng ta sẽ có được ít nhất là một vắc xin thậm chí là nhiều loại vắc xin đều có cái khả năng để mà chống lại cái đại dịch này cho nên vấn đề liên quan tới cái tương lai của tình hình tài chính cũng như là kinh tế thì nhiều người có thể là lạc quan hơn nhưng mà có một điều có thể là các bạn cảm thấy là cũng không có đó, hợp lý lắm tại sao tại vì chúng ta thấy được là nếu như vậy thì chứng khoán ngày hôm nay đáng lý ra là phải tăng lên chứ tại sao mà chúng ta thấy là những chỉ số như là Dow Jones S&P 500 và Nasdaq đi xuống. Lý do thì các bạn sẽ thấy được là những cái cổ phiếu mà đi xuống ngày hôm nay là những cái cổ phiếu mà đã có cái sự tăng trưởng rất là nhiều à, trong thời gian qua. Chúng ta nhìn vào những cổ phiếu mà đã có cái sự đi xuống ngày hôm nay các bạn thấy là những cổ phiếu công nghệ mà đã tăng trưởng rất nhiều, đó chính là những cổ phiếu như là Facebook, Amazon, uh, Microsoft Alphabet có nghĩa là công ty Google, Netflix Đây là những cái cổ phiếu mà nhiều người cho là những cái cổ phiếu ở nhà Có nghĩa là khi mà người ta không ngồi đường được Thì người ta sẽ sử dụng công ty Amazon để người ta mua hàng hóa trên mạng Người ta có thể sử dụng Netflix để mà coi phim ở nhà Cho nên trong cái thời điểm mà mọi người ở nhà Thì đây là những cái cổ phiếu mà có sự tăng trưởng Nhưng mà ngày hôm nay sau khi mà chúng ta nghe được cái tin tức là nước nga có vaccine cũng như là johnson johnson đã xác nhận là họ có thể chế biến được một tỷ lượng vaccine nếu như mà vaccine họ được thông qua và có hiệu quả thì những cái công ty khác đã có sự tăng trưởng Các bạn thấy là tuy những công ty như là Facebook, Amazon, Netflix à, Đã có cái sự đi xuống ngày hôm nay Nhưng mà ngược lại chúng ta có những công ty như là công ty Gap Như là công ty bán quần áo Gap Chúng ta có Norwegian Cruise Line Có nghĩa là à, cái công ty mà các bạn thấy là bán vé Để chúng ta có thể đi du thuyền Norwegian Thì những công ty này à, đã có cái sự tăng trưởng khi chúng ta nhìn vào chứng khoán ngày hôm nay Ngay cả uh, Win Resort Những nơi mà vui chơi, giải trí Các bạn thấy là cũng có cái sự tăng trưởng Cho nên tuy là chúng ta thấy có cái sự xuống giá Của những cái cổ phiếu nước ngoài công nghệ Nhưng mà uh, những cái cổ phiếu mà À, có thể là lạc quan hơn khi mà chúng ta có dịch bệnh thì mọi người có thể là an tâm hơn khi mà họ đi vui chơi khi mà họ ra ngoài để mua sắm thì những cổ phiếu đó cũng tăng lên cho nên cuối cùng thì các bạn thấy là các chỉ số đã đi xuống nhưng mà đi xuống không có nhiều một phần là tại vì những cái công ty như là Facebook, Amazon thì quá lớn nhưng mà chúng ta nhìn vào những công ty khác như là Gap, Norwegian thì nhỏ hơn cho nên sự lên xuống đó chúng ta cân bằng hai bên lại thì vẫn xuống ngày hôm nay nhìn vào tình hình bây giờ thì nhiều nhà đầu tư vẫn rất là lạc quan về chứng khoán đây là tình hình liên quan tới những chỉ số chứng khoán và đương nhiên một trong những điều mà chúng ta vẫn còn đang lo ngại đó chính là liên quan tới cái số tiền gửi đến cho người dân cái gói hỗ trợ mà thuần đã chia sẻ rất nhiều ở bên cái channel thuần capital official hay là các bạn thấy là tin tức liên quan tới chiến tranh thương mại giữa trung mỹ thì điều tốt là trong vòng một tuần qua chúng ta không nghe nói tới những cái thông tin uh, liên quan đến chiến tranh thương mại trung mỹ ngoại trừ là cái thông tin liên quan tới cái công ty tiktok À, thì tổng thống Donald Trump đã nói là trong vòng 45 ngày Từ đây đến ngày 15 đến tháng 9 là phải được bán Cho một công ty à, của Hoa Kỳ chứ nếu không ông ta sẽ cấm Đây là thông tin mới nhất liên quan tới thị trường tài chính Thì các bạn thấy được là thị trường tài chính ngày hôm nay Thì cũng rất lạc quan Tuy là chứng khoán đã đi xuống hôm nay Nhưng mà rất là lạc quan à, cho ngày mai Thì chúng ta nhìn vào Thông tin liên quan tới vàng thì các bạn thấy được là chứng khoán thì lạc quan và chúng ta nhìn vào những cái chỉ số như là chỉ số hợp đồng tương lai thì ngày mai các bạn thấy là Dow Future, S&P Future và Nasdaq đều có cái sự tăng trưởng lên. Nhưng mà chúng ta nhìn vào vàng thì vàng ngày hôm nay đã đi xuống các bạn thấy được là vàng đã xuống 1929. Thì tại sao vàng xuống khi chúng ta nhìn vào một số những cái thông tin ngày hôm nay thì mọi người cũng đều nói tới cái tình hình liên quan tới vaccine thì khi mà chúng ta thấy là thị trường kinh tế không có được ổn thì các bạn thấy là nhiều người họ có thể là đẩy tiền vào trong những cái mảng đầu tư họ cảm thấy là an toàn hơn có nghĩa là vàng tại vì không biết được là chứng khoán sẽ ra sao cho nên nhiều người có thể là đẩy tiền vào vàng thì các bạn thấy vàng đã có sự tăng trưởng đột biến trong vòng khoảng chừng là hai tháng qua đã đạt được cái đỉnh mới nhưng mà các bạn thấy vàng hôm nay đã đi xuống một phần là xuống 5% cũng tương tự như là BTC vì cái lý do nhiều người nói là tại bây giờ là những nhà đầu tư họ đã chuyển qua thành risk on, có nghĩa là các bạn thấy là vàng là một cái loại đầu tư mà nhiều người cho là người ta chỉ thích đầu tư khi mà người ta lo ngại về tình hình tài chính cho nên người ta mới đẩy tiền vào vàng để mà đảm bảo được giữ giá trị nhưng mà khi mà mọi người lạc quan hơn thì người ta lại nghĩ là chứng khoán sẽ mang tới cái lợi nhuận cao hơn là vàng cho nên nhiều người cho đây lý do tại sao mà vàng đi xuống 5% là tại vì nhiều cái sự lạc quan liên quan tới vaccine ngày hôm nay thì chúng ta nhìn vào tình hình của BTC Trước đây thì BTC đã đi theo xu hướng của chứng khoán từ tháng 3 cho đến khoảng chừng là tháng 5, tháng 6 nhưng mà trong thời gian gần đây thì mình thấy là nhất là cuối tháng 7, đầu tháng 8 này thì rất rõ ràng chúng ta nhìn vào cái sự so sánh ở bên tay trái của thuận đây chính là cái sự so sánh của cái biểu đồ của BTC ở bên tay phải các mình thấy là cái biểu đồ của vàng các bạn thấy là nhiều người chỉ ra được là cái sự tương quan giữa cái thị trường BTC và cái xu hướng của vàng đã đi cùng một cái xu hướng trong thời gian gần đây và vàng đã đi xuống ngày hôm nay thì các bạn thấy là BTC cũng có dấu hiệu là đi theo vàng Thật ra thì chúng ta nói là BTC đi theo vàng hay là BTC đi theo chứng khoán thì cái nào là đúng Tại vì các bạn thấy là có rất nhiều thông tin nói là BTC đi theo vàng, BTC đi theo chứng khoán Nhưng mà nào mà đã theo dõi chương trình này từ bấy lâu nay thì cũng đã biết là thật ra không có đúng cũng không có sai Tại vì chúng ta vẫn chưa có rõ được là BTC là thực sự là có đi theo một cái mảng đầu tư nào hay là không tại vì các bạn nhìn vào cái sự tương quan giữa bitcoin và chứng khoán và tương quan giữa bitcoin và lì vàng trong thời gian dài có nghĩa là từ lúc mà btc cho tới bây giờ thì các bạn thấy là có lúc là tương quan âm có lúc là tương quan dương có nghĩa là cùng một xu hướng hay là ngược chiều với nhau không có một cái định luật nào rõ ràng và thật ra chúng ta cũng chưa có biết được là BTC có phải là vàng điện tử hay là không mặc dù là thuận và rất nhiều bạn hy vọng là BTC có thể chứng minh được là một loại vàng điện tử à, nhưng mà các bạn thấy rất rõ ràng là trong vòng 11 năm qua là chứng khoán tăng liên tục mãi cho đến cái lúc mà chúng ta có dịch bệnh thì các bạn thấy là trong thời gian chứng khoán tăng liên tục trong vòng 11 năm qua thì BTC như thế nào thì BTC cũng đã tăng liên tục trong vòng 11 năm qua điều này cho chúng ta thấy được là bdc cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy cái dấu hiệu là chứng minh được là một cái vàng điện tử tại sao tại vì chúng ta vẫn chưa thực sự thấy được một cái cuộc khủng hoảng kinh tế và nếu thực sự là khủng hoảng kinh tế xảy ra thì BTC sẽ ra sao? Các bạn thấy là cái đợt mà đi xuống mạnh hồi tháng 3 của chứng khoán, thực ra cái đợt đó các bạn thấy xuống rất là lạ, xuống chỉ khoảng chừng là vài ngày thì chứng khoán nó hồi phục lại. Và các bạn thấy bây giờ đã đẩy cho lên như chúng ta mới vừa nhìn thấy cái thông tin uh, liên quan tới S&P 500 thì cho tới ngày hôm qua chỉ cách cái đỉnh cũ chỉ có nửa phần trăm trong khi chúng ta thấy là những cái chỉ số như là cái chỉ số của Nasdaq thì đã liên tục phá đến cụ lập đỉnh mới vì lý do đó chúng ta vẫn chưa có thực sự thấy được một cái cuộc khủng hoảng xảy ra như là năm 2008 cho nên chúng ta vẫn chưa biết được BTC trong dài hạn sẽ ra sao và đây là tất cả những tài liệu mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như các bạn muốn nhận được những thông tin mới nhất À, từ kênh các bạn có thể tham gia bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái channel chính thức như là channel uh, telegram hay là các bạn thấy là facebook và twitter và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital như là ưu đãi dành cho sàn NFX nếu như các bạn tham gia thông qua link của thùng Capital các bạn có thể là điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tính hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể tham gia vào sàn margin Bybit hay là sàn Binance, sàn Coinbase và ứng dụng BlockFi và đương nhiên tham gia vào giao dịch crypto thì có rất nhiều nguy hiểm tại vì đây là một cái thị trường mà có nguy hiểm rất là cao cho nên các bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà tham gia vào trading crypto cũng như những bạn nào mà tham gia vào trading margin thì lại càng nguy hiểm hơn cho nên không phù hợp với những bạn mới chỉ thích hợp với những bạn nào mà đã có kinh nghiệm trading và thôi sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn